Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố chấm dứt hiệu lực của bản thỏa thuận nguyên tắc mà công ty này và tập đoàn bất động sản Rosely của Singapore vừa ký trị giá 275 triệu đô la Mỹ. Thỏa thuận nguyên tắc mà Hoàng Anh Gia Lai và Rosely ký mới đây vào ngày 11 tháng 2 năm 2015, theo đó cho phép Rosely mua lại 50% của phần Hoàng Anh Land với giá 275 triệu đô la Mỹ. Hoàng Anh Lên là công ty sở hữu 100% công ty Hoàng Anh Myanmar, đơn vị đang chủ sở hữu dự án khu phức hợp văn phòng, khách sạn và trung tâm thương mại Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center tại Yangon. Tuy nhiên theo Hoàng Anh Gia Lai, trong quá trình bàn bạc triển khai, Russell đề nghị phương án đầu tư trực tiếp vào Hoàng Anh Myanmar thay vì mua 50% cổ phần Hoàng Anh Land. Nhưng do thuế suất trên lợi nhuận chuyển nhượng vốn tại Myanmar đang ở mức 40%, nên Hoàng Anh Gia Lai không đồng ý đề nghị này. Vì vậy Hoàng Anh Gia Lai cho biết sẽ tiếp tục tìm đối tác khác phù hợp tại dự án khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center theo phương án tối ưu về thuế.